Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở tiểu Cần Trà Vinh các bạn ơi. Hôm nay mình mua trở lại vườn mai của anh Sang các bạn. Qua video cũng xin cảm ơn tất cả những người anh em đã ủng hộ anh Sang trong cái video trước các bạn. Anh đã giao lưu thành công nhanh gọn. Hôm nay anh em về một cây khá là vip nha. Tàn khủng. Rất là lớn các bạn ơi. Rồi dấu đầu vô quay chi tiết cho các bạn xem. Anh em nào thích gốc này thì có thể liên hệ với anh Sang để mình sở hữu. Xin chào anh Sang. Chào chú bác anh chị gần xa đã ủng hộ em clip vừa qua. Nay em có đem về một cây mai tàn khủng, mong anh chị gần xa ủng hộ em giùm. Dạ. Anh Sang cho các bạn biết là địa chỉ bên đâu anh Sang? Ấp Chân Phụ, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Rồi ok anh ơi. Rồi bắt đầu dẫn các bạn tham quan gốc mai khủng của anh Sang các bạn. Wow. Quá tài các bạn ơi. Cái này mình đứng khoảng cách khoảng 8 mét các bạn mới quay hết bộ tàn nha. Đây. Tàn rất là lớn nha. Lý do là cái tàn nó lớn quá rồi. Vì anh Sang anh xuống lá liền nha. Mình sẽ đi tứ diện tất cả các mặt luôn cho các bạn xem thật chi tiết nha. Cây này quá xá bộ tàn các bạn ơi. Khủng luôn. Một cốt đi lên nha. Gốc này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Sang? Chiều cao khoảng 5,5 m anh. Rồi chiều cao 5,5 m. Tán ngang này khoảng nhiêu anh? 7 m anh. Rồi tán ngang 7 m. Quá khủng luôn các bạn ơi. Mặt bông đỉnh điểm là sao anh Sang? Từ 7 đến 9 anh. Rồi từ 7 đến 9 cánh ha. Bông chùm là bao bông đúng không anh? Bao bông. Rồi. Mình đi qua mặt phía này cho các bạn xem các bạn ơi. Tiến lại gần nha. Cây vàng xương rất là đặc. Cây này nguyên bản từ đó giờ luôn anh Sang. Cây này nguyên thủy luôn anh ơi. Rồi. Đây các bạn ơi, quá tài nụ luôn nè. Đây. Mặt bông là anh Sang bao cho các bạn luôn. Đặt kẹo luôn nha. Một cốt đi lên, cốt cành lực. Đầu tiếng là gần nữa quay cho cận cảnh cho các bạn xem. Đây. Cây này đặc biệt nó sở hữu nội đế rất là đẳng cấp các bạn ơi. Vip luôn. Chuẩn cây thân tàn đế. Đây một cốt đi lên. Khá là lớn. Rồi đây là bộ đế đây các bạn ơi. Quá tài. Hết hồn luôn. Cái bầu này bứng khoảng bao nhiêu mét vậy anh Sang? 1m50 anh. Rồi gần mét tư hả anh? Dạ gần mét tư. Đây cái bầu khá là lớn nha. Mình giao lưu với anh em là bao sống khỏe luôn hả anh Sang? Dạ. Đây. Hết hồn cái bộ đế các bạn ơi. Cũ rất là nở nha. Xíu nữa thì anh Sang sẽ anh vô anh đo chi tiết cụ thể cho các bạn xem bao nhiêu. Rồi nó đế hết cái bầu luôn. 1m4 luôn. Đây. Chân cành là lên vú bò hết các bạn. Rất là lớn nha. Đóng từ dưới lên trên một cốt. Rồi em nhờ anh Sang đo thử thông số này khoảng bao nhiêu anh Sang? Đây là bộ tứ diện các bạn ơi, tất cả các mặt có hết nha. 85 tính 80 thôi anh. Rồi 85 hoành các bạn ơi. Tính 80 thôi. Rồi tính anh em 80 thôi. Chỉ một thông số à. Dạ. Yeah. Rồi anh đo thoát thân nên anh Sang khoảng nhiêu anh Sang? 5 tấc. Rồi 5 tấc. Rồi sẵn tay anh đo mấy cốt cành nó có phản như anh Sang? 40 tính 39 anh ơi. Rồi cốt cành khá là lớn các bạn ơi. 40. 40 ha anh. Dạ. Rồi đóng đều cho bạn. Từ dưới lên trên nha. Chân cành nó lớn 40. Nha. Chân cành thứ 2. Thứ 2 38. Rồi số 2 là 38. Đóng đều đó các bạn. Lớn nha. Đây. Đóng từ dưới lên trên. Tàn khủng luôn nha. Bông chuẩn chỉ là 9,12. Bao bông cho anh em luôn. Rồi anh Sang ơi, nếu cây này anh em mà thiện chí muốn sở hữu là mình giao lưu giá nhiêu anh Sang? Giá 500 triệu. Rồi 550 triệu anh. Dạ. Rồi bao xếp cho anh em 200 km. Giá này mình còn thương lượng gì với anh em được nữa không anh? Đúng sang anh ơi, bớt chút đỉnh nè. Rồi ok. Rồi anh em nào xem chi tiết rồi mình alo trực tiếp anh Sang nha. Để mình sở hữu. Giá là 550 triệu các bạn ơi. Hỗ trợ bao xếp cho anh em 200 km. Rồi tàn rất là khủng nha các bạn. Xem chi tiết nha. Alo trực tiếp anh Sang. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn vào ngày mai vào lúc 18 giờ chiều.
chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Giao dịch thành công của anh Sang. Rồi, chào tạm biệt các bạn.